dẫn thi công tấm ốp lăn sóng nội thất cho phòng làm việc. Thi công lắp đặt tấm nhựa ốp tường cho các công trình nhà ở thì nhiều rồi. Và hôm nay Hồng Thơm sẽ hướng dẫn chi tiết anh chị cách thi công lắp đặt tấm nhựa ốp tường cho khu văn phòng. Thông thường ở khu văn phòng, tấm nhựa ốp tường sẽ được sử dụng để trang trí, decor cho các khu vực như là khu tiếp khách này, tiền sảnh này, lễ tân, phòng chủ tịch, phòng họp và cả các phòng ban khác. Đầu tiên, các anh thợ sẽ tiến hành đo đạc kích thước tấm ốp lăn sóng cần sử dụng. Sau đó, thợ sẽ sử dụng máy cắt điện để cắt tấm ốp lăn sóng theo vị trí vừa đo đạc trước đó. Tiếp tục tiến hành ốp trực tiếp tấm ốp lăn sóng này lên vị trí cần ốp. Vì kết cấu tường cũ còn khá chắc chắn và đảm bảo nên ở công trình này, anh thợ chỉ cần bôi keo chuyên dụng Hobibon vào mặt sau của tấm ốp là có thể ốp trực tiếp lên tường. Tiếp đến, sử dụng thêm các con ke inox để cài vào hèm âm của tấm ốp, đồng thời bắn vít cố định vào tường, rồi đặt tấm ốp kế tiếp lên, cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Ngoài ra ở công trình này, tấm ốp lam sóng còn được kết hợp với tấm ốp PVC vân đá mã màu VD316, màu trắng vân hoa cương ở giữa để tạo điểm nhấn và làm nổi bật logo, tên công ty, doanh nghiệp. Và đây là công trình sau khi hoàn thiện, tấm ốp lăn sóng làm nổi bật cho nền đá hoa cương sang trọng. Sự kết hợp đối lập này tạo sự thu hút cho người nhìn có ấn tượng sâu sắc về thương hiệu của công ty.